Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh sẽ quay gửi tới quý vị một cái lô đất mọi người nha. Lô đất thì ở đây như mọi người có thể nhìn thấy, đây là trục đường quốc lộ 6 thuộc Hà Đông, Hà Nội. Và cái lô đất đấy là nằm ở trong cái ngõ 1044 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội này nha mọi người. Với cái vị trí lô đất này thì ngõ nông và cách cái trục đường này chỉ tầm 30m thôi. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của lô đất nha. Với cái đường trước, đường đi vào ngõ nó chỉ khoảng tầm 2m2 mọi người ạ. Và cách với cái lô đất rất là gần. Thưa quý vị, như Ngọc Anh vừa chia sẻ, Ngọc Anh vừa đứng ở ngoài cái trục đường chính Quang Trung kia mà vào tới lô đất này chỉ khoảng tầm 30m thôi mọi người ạ. Đây, với cái lô đất này đây mọi người nhá, đây chính là vị trí lô đất này, rất là gần. Hướng đất là hướng Tây Nam mọi người ạ. Và giá chào bán của lô đất này là chủ đầu tư chào là 1.450.000.000 nha mọi người. Từ vị trí của cái lô đất này mà đi ra tới bến xe Nghĩa thì nó chỉ khoảng tầm 800m thôi mọi người nha. Đây, lô đất này ba mặt thoáng. Đó, ngõ đi lại rất tiện, gần với lại cái trục đường chính. Giá chào bán 1.450.000.000 đồng. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì nhớ đừng quên nhấn vào nút like ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin Bất Động Sản Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.